À, xin lỗi các bạn, Pikachu Semeji của chúng ta chưa được active. Tôi sẽ nhấn vào active. Đây, Pikachu của chúng ta đã xuất hiện rồi. Rất là ngộ nghĩnh việc không các bạn? Xin chào Việt Nam. Hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn những thủ thuật máy tính hay nhất 2022. Đầu tiên, đấy là Simeji. Các bạn vào Google và gõ Simeji, kích vào Add Extension. Như vậy là đã cài đặt xong. Bây giờ chúng ta có thể dùng Simeji. Ứng dụng Simeji thì cho chúng ta có thể hiển thị các nhân vật. Ở đây tôi sẽ chọn Pikachu. Các nhân vật này sẽ chạy trên màn hình, giúp chúng ta giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng. Tôi sẽ thử đổi hình Shimeji từ một người trắng trắng này thành Pikachu, một nhân vật mà tôi vô cùng yêu thích. Để quá rồi, tôi sẽ xóa bớt ba con Shimeji này đi. Để chúng ta sẽ tạo lại mới một Shimeji. À, xin lỗi các bạn, Pikachu Shimeji của chúng ta chưa được active. Tôi sẽ nhấn vào active. Đây, Pikachu của chúng ta đã xuất hiện rồi. Rất là ngộ nghĩnh phải không các bạn? Ở thủ thuật máy tính thứ hai thì chúng ta sẽ cùng đi với custom cursor. Chúng ta sẽ tùy biến con chó. Chúng ta sẽ nhấn vào Chrome extension. Chúng ta sẽ cài đặt cursor cho Chrome, custom cursor cho Chrome, tùy chỉnh con chó. Như vậy là đã cài đặt thành công. Chúng ta sẽ nhấn vào extension. Đây, chúng ta sẽ chọn con chó mà chúng ta thích. Tôi sẽ chọn cái này, trông rất là màu mè. Đấy, các bạn có thể thấy là con chó của chúng ta đã thay đổi rồi. Rất thú vị phải không ạ? Chúng ta cùng đến với thủ thuật máy tính thứ ba, Grammarly. Chúng ta sẽ sử dụng trên chính trình duyệt của chúng ta. Chúng ta sẽ vào cửa hàng Chrome trực tuyến và thêm Grammarly vào Chrome. Add extension. Vậy là Grammarly đã cài đặt xong. Đây, tôi sẽ bấm vào soạn thư mới trong Gmail. Đây rồi, chúng ta sẽ bắt đầu soạn thư bằng tiếng Anh. Các bạn có thể nhấn vào Text Quick Tool để xem hướng dẫn của Grammarly. Hello, viết sai chính tả. Nhưng Grammarly không sửa cho chúng ta. Có thể đây là một lỗi của Grammarly hoặc do người dùng tùy biến. Tôi sẽ viết hello quá nhanh. Và tôi sẽ viết sai chính tả. Các bạn thấy là từ C đáng lẽ phải viết là C in. Nó đã bôi đỏ cho chúng ta. Chúng ta có thể di chuột vào và chọn từ đúng. Ở thủ thuật máy tính thứ tư, chúng ta sẽ cùng đến với Chrome Debugging. Tôi sẽ tìm đến một Bootstrap template để tiến hành chỉ cho các bạn thủ thuật máy tính này. Đây,
Ta sẽ nhấn vào một template để bắt đầu chỉnh sửa. Thủ thuật này thì các bạn lập trình viên vô cùng hay dùng. Các bạn có thể nhấn F12. Sau đấy nhấn vào đây. Nhấn vào con trỏ chuột xong rồi chỉ vào element mà các bạn muốn chỉnh sửa. Các bạn thấy là style chúng ta hiện ra hết ở đây. Chúng ta có thể chỉnh sửa luôn trên Chrome. Sau đấy nếu mà ưng ý về các thành phần CSS thì chúng ta có thể copy thuộc tính CSS này vào code và paste luôn. Việc tùy chỉnh của chúng ta vô cùng dễ dàng. Chúng ta cũng có thể đổi màu ngay trên này. Tôi sẽ chọn màu cam và thay nền của cái biểu đồ này thành màu cam. Tôi sẽ chọn background color. Paste vào. Đấy, các bạn có thể thấy là đã đổi màu cam rồi. Cái này vô cùng hữu ích cho dân designer. Tiếp đến ở thủ thuật máy tính thứ 5. Một số thủ thuật tìm kiếm trên Google. Các bạn thấy là trang VLZ tôi vừa vào thì không có công cụ tìm kiếm. Thì chúng ta sẽ tìm kiếm các bài viết ở trên VLZ như thế nào. Ví dụ tôi muốn tìm các bài viết liên quan đến Dota 2. Ở site VLZ thì tôi sẽ làm như sau. Tôi sẽ cho từ khóa Dota 2 vào trong dấu ngoặc kép và cách ra site 2.vz.vn. Các bạn thấy là tất cả các bài viết liên quan đến Dota 2 đã hiện ra ở dưới. Đây là cách dùng cho những trang web mà chúng ta không có công cụ search. Thuật máy tính tiếp theo mà tôi muốn đề cập đến thì chúng ta sẽ cùng đến với cách download một video trên YouTube. Chúng ta sẽ cùng truy cập vào kênh YouTube của tôi. Đây là kênh YouTube Angular quá nhanh của tôi. Chúng ta sẽ tìm đến video phổ biến nhất. Các bạn có thể thấy rất nhiều video hay. Thì đơn giản chúng ta sẽ gõ thêm chữ PP sau YouTube ở trên thanh địa chỉ Enter. Nó sẽ chuyển đến trang download video của chúng ta. Chúng ta hãy cùng chờ đợi một lúc. Các bạn thấy là chúng ta có thể download video được rồi. Ở nhiều độ phân giải khác nhau. Ở đây tôi sẽ download ở độ phân giải trung bình 480 pixel. Như vậy là đã download xong. Tôi sẽ bật video lên. Bạn biết được những Các bạn thứ có thấy là tôi trên đã YouTube hay ho download nào bằng tiếng Việt. video thành công về máy Ngoài local. Please đem đến rất nhiều những kiến thức chuyên sâu. Thủ thuật máy tính tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng đến với cách mở lại tab vừa bị tắt. Chúng ta sẽ nhấn Ctrl Shift T. Thì Chrome của chúng ta sẽ mở lại trang trình duyệt vừa tắt. Đến là thủ thuật tìm các diễn viên trong một bộ phim. Chúng ta sẽ gõ tên bộ phim. Ở đây tôi sẽ gõ Spider-Man No Way Home và từ khóa full cast. Chúng ta sẽ gõ tất cả các diễn viên ở trong bộ phim này. Được đơn giản và hiệu quả phải không ạ? Thủ thuật máy tính tiếp theo. Tiếp đến là thủ thuật dùng Google Keep. Đây là một công cụ để chúng giúp chúng ta ghi các danh sách, ghi chú, ghi nhớ. Chúng ta sẽ truy cập vào địa chỉ web keep.google.com. Ví dụ tôi muốn lên danh sách đi siêu thị, tôi sẽ
viết mới vào đây. Xúc xích, mì tôm, coca. Tôi sẽ đổi màu. Vì là đi chợ thì tôi sẽ chọn đĩa thức ăn này, hình nền bàn ăn. Sau đó tôi sẽ thêm hiển thị hộp kiểm, hiển thị checkbox để chúng ta có thể tích. Ví dụ chúng ta mua xong rồi thì chúng ta tích xuống, mà chưa mua thì chúng ta lại tích lên. Chúng ta có thể thêm bạn bè của chúng ta vào để cùng chia sẻ cái list này. Thủ thuật máy tính tiếp theo mà tôi muốn đề cập đến đấy là trang web web so sánh. Chúng ta có thể vào trang web này để tìm được sản phẩm rẻ nhất, tốt nhất mà chúng ta mong muốn. Đầu tiên chúng ta sẽ truy cập vào trang web websosánh.vn và chúng ta sẽ nhập vào màn hình tìm kiếm thứ mình muốn. Ví dụ mà các bạn muốn mua màn hình máy tính thì các bạn nhập màn hình máy tính. Sau đấy các bạn chọn loại màn hình mà các bạn muốn mua. Và các bạn có thấy là có rất nhiều nơi bán với các mức giá khác nhau. Các bạn có thể chọn giá rẻ nhất hoặc là các trang web nơi bán uy tín với giá gần rẻ nhất để mua. Các bạn nhấn vào tới nơi bán, nó sẽ chuyển đến trang web bán cho chúng ta. Tiếp theo, thủ thuật mà tôi muốn nói đến nữa, đấy là cách loại bỏ phông nền một cách đơn giản mà không cần dùng Photoshop, không cần học Photoshop. Ở đây tôi sẽ chọn ảnh của Tom Holland, người nghệ yêu thích của chúng ta. Chúng ta sẽ download về máy và sẽ tiến hành loại bỏ hình nền. Sau khi download xong thì chúng ta sẽ gõ từ khóa như sau: remove background online free. Chúng ta sẽ truy cập vào trang web remove.background. Chúng ta sẽ upload ảnh lên. Các bạn có thể thấy trong một giây thôi ảnh của chúng ta đã download thành công. Các bạn có thể download ảnh HD thì cần phải đăng nhập, còn không tôi ở đây tôi sẽ download free 216x408 độ phân giải. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn nút like. Nếu thấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Còn nếu thấy chưa hay, hãy để lại phần bình luận. Đừng quên ấn nút sub để ủng hộ kênh và theo dõi những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.